Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với một truyện ngắn của tác giả Kim Giao. Truyện ngắn được mang tên Cơm khô ngào đường. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Cha con ở nhà đi mẹ, con đóng cửa ở trong nhà, không sao đâu mà. Con Kim rơm rớm nước mắt, năn nỉ. Không là không. Mẹ Kim kiên quyết. Vậy cho con đi theo tới cơ quan mẹ đi. Chỗ đó đâu phải chỗ cho con chơi. Vậy cho con theo ba đi. Nó vẫn không bỏ cuộc. Ba đi nhiều chỗ lắm, đâu có chở con theo được. Cuối cùng, Kim phải chịu thua, vừa nức nở, vừa leo lên chiếc cánh én của ba. Đoạn đường ngoại ô cặp bên con sông nhỏ, dài hơn 10 cây số từ nhà Kim ra ngoại, đủ để nó nín, không khóc nữa. Nhưng Kim vẫn mang mặt mâm, thất thểu bước vô nhà ngoại. Năm đó là lúc Kim nghỉ hè chuẩn bị lên lớp 3. Anh hai Ben hơn Kim 5 tuổi, đầu hè đã khăn gói về nhà ông bà ngoại. Cách nhà Kim 70 cây số xuôi về sông Hậu. Nhà Kim ở ngoại ô, ba mẹ Kim đi làm ở trung tâm thị xã. Vì không yên tâm để Kim ở nhà một mình, nên sáng nào cũng chở Kim theo, gửi nó ở nhà ngoại rồi mới đi làm. Chiều tối đang làm, ba mẹ ghé rước Kim về. Ông bà ngoại có 8 người con, 2 trai 6 gái. 6 người con gái đều lấy chồng rồi ra riêng. Mẹ Kim là con gái đầu lòng. Căn nhà lớn còn cậu Tư với 2 đứa con và cậu Út chưa vợ ở với ông bà. Bình thường, nhà ngoại còn có cậu Tư, gà trống nuôi 2 đứa con là con Bo và thằng Dí ở với ông bà. Nhưng hè năm nay, tụi nó được ra miền Đông thăm mẹ. Cậu Tư đi làm từ sáng sớm trước khi Kim ghé. Tới chiều tối sau khi ba mẹ rước thì cậu mới đi làm về. Cậu Tư mặt mũi bậm trợn, khó đăm đăm. Nhưng vì không đụng mặt nên Kim không sợ mấy. Ông ngoại Kim làm lì ít nói. Ông có nghề đóng sách và vẽ chữ. Công việc ông cần tập trung và xung quanh ông thì có nhiều đồ nguy hiểm như búa, kéo, kim. Nên mỗi lần thấy Kim sáng lại, ông đều xô nó ra chỗ khác chơi. Cậu Út Kim đi làm, tới trưa về ăn cơm. Đó là lúc Kim áp lực nhất, nó khóc ngán khóc dài lúc sáng với ba mẹ. Trong ký ức của Kim, ông cậu vô cùng đáng sợ. Cháu như Kim nghe nhắc tới cậu Út là xếp re. Út đi làm ít khi ở nhà, nhưng khi ông ở nhà thì Kim có cảm giác vô cùng ngột ngạt. Cũng tại nỗi ám ảnh hồi Tết vẫn còn chưa nguôi. Những ngày giáp Tết, con cháu tề tựu về nhà ông bà ngoại, chuẩn bị cho một đám giỗ lớn của dòng họ. Mấy dì dẫn con cái về xóm xích lại. Dì Bảy lấy chồng ở miền núi, vừa sanh con được 6 tháng cũng về. Cả căn nhà vốn yên tĩnh của ông bà trở nên trộn rộn hơn mỗi ngày. Trời hừng sáng, cậu dì lục tục thức dậy sửa soạn gói bánh tét. Dì Tám phụ trách thêm món mắm thái chay sở trường. Mắm chay dì Tám làm phải nói là cực phẩm dân gian, không kém gì đồ mặn. Cả đám tụi nó, cháu nội cháu ngoại của ông bà, mỗi lần thấy dì Tám phơi mấy xề khóm ngào cùng với củ cải mặn, dưa leo, cà rốt, đu đủ, tất cả đều được sắp sợi mỏng mỏng thì biên sắp được ăn mắm chay. Diễn cảnh cầm ổ bánh mì kẹp giấy mắm, thêm vài khoanh ớt tươi hoặc tô bún trộn với mắm, là dù mới chỉ nhìn vào xề nguyên liệu thôi, đứa nào đứa nấy mắt sáng rỡ. Cả đám con nít gặp nhau, lại mùa được nghỉ học. Dịp này không quậy phá, thì chờ dịp nào nữa. Tranh thủ lúc bà ngoại và cậu dì ngồi ở gian nhà trên gói bánh tét, cả đám rủ nhau ra sân bài trò chơi. Ban đầu, tụi nó rủ nhau chơi bắt trốn. Không đứa nào đếm xỉa tới mấy mâm xề phơi của người lớn. Thằng Ben ăn con Kim là đứa lớn nhất, cũng là đứa ham ăn nhất. Vốn dĩ tới lượt nó đi bắt, nhưng ỷ mình lớn và sẵn tính lấu cá,
Thay vì úp mặt vô gốc cây đếm năm mười, cho tụi kia đi trốn, nó xà xuống mâm phơi khóm nghèo của dì Tám, rồi thò tay bóc một miếng ăn ngon lành. Cả đám tụi Kim quay lại nhìn ông anh mình một cách thèm thuồng. Không đợi ai biểu ai, tụi nó đâu mất nhiều thời gian để bu xung quanh khóm nghèo. Quên để ý, ông anh tủm tỉm cười một cách khoái chí vì chiêu trò đánh lạc hướng chơi ăn gian của mình đã thành công. Kéo cả đám đổi trò chơi mà không cần bị. Nói thẳng ra thì cái món khóm đó không phải khóm nghèo đường ngọt liệm như kiểu mứt người ta bán ngoài chợ. Khóm đó dì Tám sên rồi nêm nếm mặn mặn lờ lợ để khi trộn tất cả lại, thêm thính và tàu hũ kỳ chiên vô sẽ vừa ăn. Nhưng không hiểu sao, cả đám vừa bóc, vừa suýt xoa khen ngon. Thường cái gì ăn dụng lại ăn chung một bầy, món gì cũng sẽ thành mỹ vị. Thằng Ben sau khi khơi chuyện ăn dụng thì lớn tiếng nhát. Mỗi đứa bóc một miếng thôi nghe chưa? Xong quay qua chỉ đạo Kim và con Bo, con gái lớn của cậu Tư. Tụi mày xé mấy cục bự bự, trải cho nó đầy mâm, y như hồi nãy coi. Sau câu nói của ông anh, cả đám như được cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng ăn dụng. Từ đó tới trưa, mặc dù không ăn dụng tập thể như hồi sáng nữa, nhưng tới khi dì Tám ra bưng mấy xề rau củ trở vô, thì mâm khóm nghèo dù vẫn trải đầy mâm, nhưng thay vì đầy ấp vàng rực lúc sáng, giờ đây là một mâm sợi khóm mỏng le mỏng lét, trét đầy trên mạc. Những chỗ không có khóm lại dính đường khô lại, cũng còn hững hững chút vàng. Dì Tám nhìn đám cháu quậy phá, trong đó có thằng Tút con dì, đang chạy chơi ken và kiên quyết dạt ra xa, không dám chạy lại gần mấy xề phơi. Mặt dì méo xẹo, dì vừa tức vừa mắc cười. Dì mang cái mâm vô mét bà Bảy và anh chị. Mấy dì mấy cậu nhìn cái mâm khốn nghèo mà cười nát nẻ. Bà ngoại nói một câu hết sức xúc tích, khiến cho cậu dì không ai nỡ la tụi giặt con kia. Mấy đứa nhỏ vợ phá y như con tao hồi đó. Mặc dù biết má mình đang bên đám giặc, nhưng dì Tám vẫn ấm ức. Lẽ ra sau khi gói bánh tét xong, cũng là lúc mấy mâm phơi vừa héo để trộn mắm. Giờ dì phải mất công thêm buổi trưa để làm lại khóm nghèo. Dì bèn to nhỏ với anh chị, rồi giao nhiệm vụ dạy dỗ đám cháu cho cậu Út, hung thần trong mắt tụi con nít. Cậu Út mới 25-26, tánh lầm lì lì, lại không thân thiện gần gũi nhiều với cháu như mấy dì, nên tụi nó đứa nào cũng sợ như sợ cọp. Cứ nhắc tới cậu Út là xếp re hết, nghe nạt một tiếng thì rơm rớm nước mắt, đang ăn cơm cũng không nuốt vô. Ổng đi tới đâu cả đám che lẻ chỗ khác, không dám láng chán trước mặt. Điều đáng sợ hơn, cậu Út đi dạy học nên lúc nào cũng có sẵn cây thước bảng. Cây thước dài cỡ một gang tay người lớn, được dưỡng ba, vốn có nghề mộc, bào kỹ láng bệnh, êm tay vô cùng. Cậu toàn xách theo đi dạy, chứ chưa đánh cháu mình, cũng chưa từng đánh ai bao giờ. Bởi cậu dạy toàn là người lớn học dược tá dược trung, chứ không phải con nít. Nhưng như mọi đứa con nít khác trên cuộc đời này, đám cháu hễ thấy cây roi hay bất cứ thứ gì tương tự đều xanh mét mặt mày. Cây thiết bản của cậu Út trưa nay có cơ hội phát huy tác dụng. Sau khi để tụi nhỏ tắm rửa sạch sẽ, ăn xong tô cơm, cậu Út kẹp nát cây thước, lùa hết tụi nó ra nhà trước. Gái trai lớn nhỏ gì không cần biết, cứ nằm sấp, úp mặt xuống sàn nghe giáo huấn. Sàn nhà vốn đã dễ chịu, sau khi dọn mớ lá chuối gói bánh hồi sáng, thì trơn láng, mát rượi, không cần mở quạt. Cậu nhân từ kê cho mỗi đứa một cái gối nằm rồi mới vào việc. Cậu vừa đi tới đi lui, vừa lớn tiếng dạy dỗ. Đi hai bước, giọng đầu thước xuống sàn kêu cột một cái, làm đám cháu giật nảy mình. Cả đám giặt dở như bầy thỏ con, nằm co rút, vểnh tai cảnh giác. Nỗi sợ tăng dần theo từng tiếng gõ của thước. Có thằng Ben lì lộm còn chịu nổi, chứ hai đứa con gái dây thằng Dí thằng Khôi thúc thích từ khi nào. Không đứa nào phát hiện, cậu Út kín đáo cười nhìn đứa cháu nhỏ nhất mới 4 tuổi là thằng Tút đã nằm lăn ra ngủ ngon lành.
chắc nó coi lời cậu Út như lời ru. Ông cậu dậy một hồi cũng thấy khô cổ họng nên không nói nữa, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng cột cột, rồi tiếng thước gõ, tiếng chân cũng thưa dần. Đám giặc con nín khóc, chìm vào giấc ngủ trưa lúc nào không hay. Ở nhà sau, cậu Út trở vô với vẻ mặt như báo tin thắng trận với bà ngoại và anh chị mình. Cả nhà lại được một phen cười khúc khích, vì vừa xoa dịu cho dì Tám, vừa dỗ được tụi ranh con đi ngủ trưa. Xế chiều, đám con nít lục tục thức dậy, mắt không còn nhòe nhòe nước mà đổ ghẹn cứng ngắc. Con Bò, con Kim theo thói quen chạy đi tìm bà ngoại như tìm một chỗ dựa. Mấy đứa còn lại rửa mặt súc miệng xong cũng lẻo đẻo đi theo. Bà ngoại và sáu đứa cháu ngồi xung quanh đống lửa ôn nhỏ vừa tản bớt khói. Thường bà chỉ làm công việc này vào trảng sáng. Riêng hôm nay, bà muốn quét lá khô, đốt đống ôn buổi chiều. Phần để nướng bánh phòng cho đám giỗ ngày mai, phần để dỗ dành đám cháu vừa bị sạc cho một trận hồi trưa. Bà ngoại lấy cây, xới xới mớ lá, tìm chỗ lửa đều để bắt đầu nướng bánh. Nhìn bà nướng cái đầu tiên, thằng Ben ngớ ngáy, bắt đầu kiếm chuyện. Ê, ngoại đưa con nướng cho. Nó nhìn bà ngoại cầm hai cái cây tre có đầu toe ra để giữ cái bánh, hất qua hất lại mấy lần, tự nhiên cái bánh bự ra gấp đôi, nhìn thích mắt vô cùng. Bà ngoại miễn cưỡng đưa cây nướng với cái bánh cho thằng Ben. Thằng Ben nhận lấy bằng hai tay, trịnh trọng như nhận cờ luân lưu cho lớp xuất sắc sáng thứ hai hàng tuần. Nó bặm môi hất cái bánh, nhưng thay vì rớt từ tay trái qua tay phải thì cái bánh rớt thẳng vô đống lá. Cả đám không nhận được, cười nát nẻ. Bà ngoại như lường trước được nên lấy cây để cời lửa nhanh tay, vớt cái bánh lên cho thằng Ben thử lại lần nữa. Lần hai, thằng Ben không thảy thảy nữa, nó để cái bánh nhẹ nhàng hơn. Nhìn cái bánh xui xị trên cây, tơi bà ngoại cũng phì cười. Bà để kệ cho thằng Ben giật lộn, 10 phút sau cũng xong cái bánh chỗ phòng chỗ xẹp. Trời se lạnh mà thằng Ben mặt nóng bừng, mồ hôi rịn rịn trên trán. Nó chỉ cái cây cho mấy đứa còn lại. Con Kim em nó lè lưỡi lắc đầu ngoài ngoại. Thằng Giấy với thằng Khôi cũng kiên quyết từ chối. Chỉ còn con Bo, con gái lớn của cậu Tư, nhỏ hơn Ben 1 tuổi. Ben hất hàm ra lệnh. Mày làm đi. Con Bo mặc dù giai em của con Kim thằng Khôi, nhưng nó lớn tuổi hơn nên phải nhận lời thằng Ben để giữ thể diện. Mặc dù lúc thằng Ben nướng, nó thấy khó nhằn rồi. Nó xanh lét mặt mày, bặm môi hất cái bánh. Thành công, nó hớn hở như bắt được vàng. Con Bo năm nay 12 tuổi rồi. Nó phụ bà việc nhà bếp núc mấy năm nay, luôn được khen khéo tay, đảm đang. Nên dù chưa lần nào nướng bánh phòng, nhưng nó cũng làm được. Không hổ danh cháu nội cưng của bà ngoại. Nó hất qua hất lại, nướng được 2 cái bánh đã bắt đầu mỏi tay. Nhìn mặt nó méo xẹo, bà ngoại tội nghiệp nên giành lại cặp đũa thần, rồi để dẹp yên đám giặc, bà kể cho tụi nó nghe. Mẹ Quan Âm hồi còn là người đi tu tên là Diệu Thiện, ở bờ sông nghỉ chân cùng 2 người bạn. Đức Phật hiện ra ban cho 3 người một bữa ăn theo ước muốn. Ngày mai khi lên thuyền qua bên kia sông rồi, các người đã thành chánh quả, mãi mãi phải giữ giới chay tịnh. Bây giờ là cơ hội cuối cùng, các người muốn ăn gì ta sẽ ban cho. Nếu vậy, Phật cho con xin ăn thịt bò. Sinh thời con thích ăn món này nhất. Trước khi đắc đạo, con muốn một lần ăn lại món này. Đó là lời của một người bạn tu của bà Diệu Thiện nói. Con xin một con gà nướng. Người còn lại cũng lên tiếng. Tới phiên bà Diệu Thiện thưa. Thưa Phật, cả ngày nay con chưa ăn gì, con chỉ xin một ít rau luộc ăn lót dạ. Đức Phật mỉm cười và rước bà Diệu Thiện lên thuyền, và bà trở thành Phật Quan Âm. Bà ngoại kết thúc câu chuyện, cả đám bồi hồi xúc động, tưởng tượng mình cũng bồng bềnh trên con thuyền cùng với mẹ Quan Âm. Bỗng cả đám rơi tòng xuống nước vì một câu hỏi của con Kim.
Ê, bà ngoại, ê, bà Diệu Thiện ăn rau gì vậy ngoại? Bà ngoại chưng hửng vì câu hỏi cắt cớ của con Kim. Câu chuyện dân gian này bà được má bà kể cho nghe, rồi bà kể cho 8 đứa con của mình, giờ là cho đám cháu. Truyện cốt để ca ngợi Đức Quan Âm, cũng như răn dạy người ta một lòng tu hành, nhất tâm không buông lung mới có thể thành chánh quả. Cả cuộc đời từ khi biết câu chuyện này, bà chưa từng thắc mắc mẹ Quan Âm lúc đó ăn rau gì. Con bà cũng không thắc mắc, nên giờ con nhỏ này hỏi nghen, bà không biết nói sao. Cũng may, bà không chỉ có một đứa cháu, con bo vốn dịu dàng điềm đạm như bà cụ non lên tiếng trước. Chăng mẹ Quan Âm ăn rau giống bà nội trồng, đọt nhãn lòng, rau diệu, rau trai nè, đúng không nội? Ê, bình bát dây, ê, rau càng cua, cãi trời nữa. Thằng dí canh me chị nó sơ hở, làm bồi thêm. Nghe hai đứa cháu nội nói xong, bà không biết nên vui hay buồn, đành đến thinh ngồi nướng hoài mấy cái bánh phồng. Vừa nướng vừa nghe tụi nó gây lộn. Thằng Ben đang còn quê vụ nướng bánh, giờ bị con em ruột đâm xuồng bể làm mất hứng, lại bị hai chị em con cậu Tư qua mặt nói trước thì đổ quậu, sẵn giọng: tụi mày không biết gì cũng nói. Bà ăn rau muống chứ rau gì, sau hè nhà ngoại nguyên một ao, nhà tao cũng có nè. Trời, anh tào lao. Lời vừa nói ra, thằng Khôi dội vàng bụng miệng lại, lấm lét nhìn thằng Ben, nhưng vẫn ráng nói thêm mấy chữ. Sao anh biết rau muống? Trên nhà em đâu có rau muống đâu, chỉ có dây mướp hà. Lỡ bà ăn mướp luộc thì sao? Nhà thằng Khôi ở khu tập thể, vì ba trồng được dây mướp có trái quanh năm, thằng Khôi ăn riết đâm ra ám ảnh. Gia đình thằng Tút cũng ở chung khu tập thể với nhà thằng Khôi, nên chuyện ăn mướp này, thằng Khôi tự tin mình có đồng minh. Nhưng vừa quay qua lôi kéo, thằng Tút đã như con lật đật, lật ngang trên đùi bà Bảy ngủ từ khi nào. Đám giặc chí chóe mệt mỏi cũng là lúc trời sập tối. Bà ngoại phát cho mỗi đứa một cái bánh phồng mì giòn sốt thơm lừng, nghiêm nghị chấm dứt buổi thảo luận vô tri này. Ăn đi rồi giải tán, tới giờ tao đi cúng rồi. Nói rồi, bà kêu con Bo cất bọc bánh phồng đã được cột chặt miệng bằng dây bẻ, còn mình gấp gáp đứng lên đi vô nhà. Vừa quay lưng, bà không nhịn được mà tủm tỉm cười cho tới khi lên gác nơi gian thờ của nhà. Bà không nói nhiều, nhưng trong bụng bà tin chắc, vài phút nữa, cháu bà sẽ lại rồng rắn lên theo. Tụi nhỏ sẽ nghiêm trang trật tự, chắp tay quỳ xá bàn thờ Phật, bàn thờ cửu huyền với bà. Cháu của bà lanh chanh lách chách vậy thôi, chứ đứa nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Theo thời gian, tụi giặc này sẽ lớn, sẽ trưởng thành dưới sự dạy dỗ của ba mẹ chúng. Nhưng bây giờ, bà muốn tụi nó sẽ có một tuổi thơ vui vẻ trọn vẹn bằng sự khoan dung hết mực của bà. Vừa mặc chỉnh tề áo cúng, đã nghe tiếng gọi lạnh lót của đám giặc con. Bà ngoại quay đầu với ánh mắt ngập tràn yêu thương, nhìn từng gương mặt sáng rỡ hồn nhiên của bầy cháu lần lượt xuất hiện. Thằng Tút được thằng Ben cõng trên vai, con Bo con Kim, thằng Dí thằng Khôi lên tiếng: Ê, ê, cha tụi con cúng nữa ngoại ơi, cha tụi con cúng nữa nội ơi. Cả đám ồn ào thì bất giác nín khe khi chào đón tụi nó không phải chỉ có bà ngoại hiền lành, mà còn có ông ngoại, có đầy đủ cậu dì cũng đang chuẩn bị mâm cúng chiều. Có dì Hai mẹ con Kim, dì Ba cậu Tư, dì Năm, dì Sáu, dì Bảy, dì Tám. Cả đám điểm mặt từng người, thay thiếu thiếu gì á, chợt lạnh lạnh trong mình khi thấy ông cậu Út hung thần ngồi trong góc, trên tay là con Nhi đang ngủ ngon lành. Ông cậu với giọng nói đầy uy lực nhưng nghe rất ân cần cất lên, phá tan không khí lạnh tanh trong lòng tụi nó: Ben cổng thằng Tút qua đây, Út giữ cho, rồi mấy đứa vô cúng đi. Thằng Ben riu riu trao thằng Tút cho cậu Út. Cả đám xúm xích đứng sau lưng ông bà ngoại chắp tay trước bàn thờ cửu huyền, tiếng ông ngoại trầm trầm khấn nguyện lẫn trong bụi khói nhang. Bầy con nít ồn ào quậy như quỷ lúc sáng biến đâu mất tiêu.
còn lại đám trẻ con ngoan ngoãn cung kính. Cậu Út ngồi một góc, giữ hai đứa cháu, đưa mắt nhìn trọn vẹn đại gia đình mình một cách ngập tràn yêu thương. Cậu đâu có ngờ, khoảnh khắc gia đình đủ đầy như vậy, không còn được mấy lần nữa. Gần nửa năm trôi qua, ký ức kinh hoàng về ông cậu Út đã phai nhạt dần. Nhưng bây giờ, một mình con Kim đối mặt với ông cậu khó tánh, Kim vẫn thấy ngán ngán. Chị em con Bo đã về miền Đông thăm mẹ. Vậy là gần như suốt mùa hè năm đó, Kim chỉ có bà làm bạn. Kim thích bà ngoại Kim lắm. Bà ngoại hiền, không khi nào lớn tiếng nặng lời với ai. Kim lẻo đẻo theo bà ngoại từ nhà trước ra nhà sau, từ ngoài sân ra tới ngoài cổng. Nhà ngoại có sân rộng, trồng mấy cây xoài. Sáng nào bà ngoại cũng quét lá, gom lại một đống rồi đốt. Lâu lâu ngoại nướng cho Kim cái bánh phồng y như hồi Tết. Ngoại trẻ củi, Kim ngồi kế xếp thành chồng hình vuông. Ngoại ra cổng đón bà xe đẩy bán rau cải, Kim chạy ra xách đồ tiếp. Ngoại vô bếp nấu cơm, Kim ngồi kế, chờ ngoại biểu làm gì thì làm cái đó. Mà cứ nhắc tới chuyện phụ giúp của con Kim thì không ít chuyện để nói. Con Kim hậu đậu y chang thằng Ben, thậm chí còn hơn một chút. Chiều ba mẹ ghé rước Kim, thế nào bà ngoại cũng có vài câu chuyện vui kể cho mẹ Kim nghe. Sớm kêu nó hớt mớ rau xuống hầm cho cá, nó hớt sao văng luôn cái rổ xuống hầm luôn rồi. Trưa đó đội bầm xả, bầm xong rớt xuống sàn hơn phân nữa. Từ mai tao phải mua gấp đôi trừ hao mới được. Con mày nó mua múa kiểu gì dẹp lép cái non lá của tao. Sau này Kim mới biết, mẹ nó đem mấy chuyện này ra kể cho mấy dì mấy cậu và cái tật hậu đậu của nó thành huyền thoại. Nếu không muốn nói là thành trò cười của mọi người. Thỉnh thoảng họp gia đình, mấy dì mấy cậu Kim mang chuyện đó ra kể rồi cười hít hít. Nhưng Kim tỉnh queo hà, thậm chí nó còn hùa theo nữa. Tại đúng quá mà, đâu có cãi chỗ nào được. Đáp lại lời than phiền của bà ngoại, mẹ Kim chỉ biết lắc đầu. Chàng ơi, má để nó làm chi, nó phá má dẹp mệt hơn á. Mày thay kể nó đi, nó muốn làm để cho nó làm. Làm từ từ nó cũng quen tay chứ gì. Mày định cả đời làm thay nó à? Bà ngoại gác. Vì ngoại nghĩ vậy nên ngoại cứ để cho Kim tập làm chuyện này chuyện kia. Mỗi lần để nó làm chuyện gì, ngoại cũng hồi hộp lắm. Cứ nhìn long long. Chắc ngoại nghĩ cứ nhìn như vậy sẽ yên ổn. Dễ gì sẽ có chuyện Kim rửa chén sẽ tuột tay làm bể vài cái chén đâu. Dễ gì có chuyện nó gọt trái cây mà không bị đứt tay. Dễ gì sẽ trật té sóc mặt khi lau nhà. Lần nào ngoại cũng tưởng vậy. Nhưng thực tế thì không cần kể, ai cũng hiểu rồi hen. Nhưng ngoại vẫn kiên nhẫn để mắt nhìn nó, coi gì cấp cứu kịp thời. Ngoại tập nó nấu ăn từ chuyện dễ tới chuyện khó. Kim do gạo, ngoại nhăn nhẹ nhẹ tai nghe con, thì thế nào nó cũng làm văng một mớ gạo ra ngoài. Ngoại như đoán trước được nên lấy cái rổ có lưới nhỏ để ở dưới. Nó do gạo xong, ngoại sẽ trút mớ gạo trong rổ vô nồi trở lại, không phí một hạt nào. Kim gọt trái bầu trái bí, ngoại kêu con gọt từ từ, gọt mỏng thôi. Chăng cây dao không ưa nó, nên lần nào nó cũng đi xéo một đường vô tới ruột. Vậy là ngoại phải chịu khó sắm cây dao bào thần thánh cho nó. Ngoại chỉ Kim nấu canh, việc nhẹ nhất đây, nó chỉ cần đứng đó cảnh giới. À, ngoại ơi, nước sôi rồi. Bỏ chén thịt băm vô, nhớ lấy muỗng khuấy để nó quấn thành một cục như hôm bữa đó. À, ngoại ơi, nước sôi nữa nè. Để bí vô. Xong rồi, bà ngoại sẽ quay qua nêm nếm. Kỳ diệu ghê, ngoại chỉ cần cho ít đường, ít muối, ít bột ngọt vô, tự nhiên vừa ăn ngay. Không cần đong đếm, để biên mấy ml nước mắm, mấy gram đường như sách hướng dẫn. Có món chiên, ngoại không cho Kim rớ vô. Thực ra ngoại cũng dạy nó, nhưng chỉ cần nghe cái xèo là nó hoảng vía. Xong nó nghĩ ra một cách trùm áo mưa, đeo bao tay cẩn thận, bước ra trình diện,
thì ngoại không nhịn được, cười đuổi Kim thẳng cổ. Chả hiểu sao á, ngoại kiên nhẫn chỉ dạy và nó hăng hái thử nghiệm đủ thứ. Mặc dù sau đó, ngoại thu dọn tàn cuộc còn mệt hơn. Cứ như vậy mà mùa hè của Kim trôi qua, không còn nhàm chán nữa. Buổi trưa đó nấu cơm xong, bà ngoại biểu, Kim ra kêu cậu Út vô ăn cơm. Kim chạy ra trước cửa phòng cậu Út, gào lên. Út ơi, bà ngoại kêu Út vô ăn cơm. Xong chạy biến ra nhà sau. Ông cậu mang mặt hầm hầm ngồi xuống mâm cơm. Mặt Kim thì xanh lè. Nó lóng ngóng làm rớt đũa, lắm lét nhìn ông cậu đang cau mày. Kim múc canh không khéo làm đổ ra ngoài. Ông cậu không nhịn nổi, nạt ngang. Ăn cho đàng hoàng coi. Ông nạt xong á, thì xách chén đũa đứng dậy bỏ đi nước một. Ông đi mất tiêu, nhưng con Kim vẫn còn sợ hãi. Nó ngồi ăn cơm với nước mắt lưng tròng. Bà ngoại dỗ Kim ăn hết bữa cơm, rồi kêu nó đi ngủ trưa. Kim thức dậy, trời cũng ngã về chiều. Kim hết cảm giác sợ cậu nó như ban sáng, nhưng vẫn buồn buồn. Nó lò dò đi kiếm bà ngoại. Giờ này ngoại thường ở ngoài hàng ba. Nếu không phải sàn gạo, nhặt thóc, thì cũng ngồi trên võng mai gối, mai mền. Nay bà ngoại Kim cũng ngồi trên võng, nhưng không mai giá chi cả, mà ngồi xếp cọng dừa làm chổi. Thấy Kim, bà ngoại chỉ vô cái tô để trong cái lồng bàn nhỏ, nói, ngoại làm cho con đó. Trong tô là món ăn trước giờ Kim chưa từng thấy, một tô vàng ươm thơm phức, nhìn như gạo rang. Có đường quến lại với vài hạt đậu phộng, ăn vào giòn giòn ngọt ngọt, béo béo. Nó nhớ là sáng làm bếp với ngoại, đâu thấy ngoại làm món này đâu cả. Mắt nó sáng rỡ. Ý, ngon quá ngoại ơi, món gì vậy ngoại? Cơm khô ngạo đường đó, ngon thì ăn đi, nhớ ăn vừa vừa thôi, coi chừng viêm họng. Bà ngoại ôn tồn nói. Kim ngồi kế võng bà ngoại, ôm tô cơm khô ngào đường, ăn quên sầu. Trưa bị cậu Út la, bây sợ lắm hả? Bà ngoại hỏi. Dạ. Kim lý nhí. Út bay khó tính từ nhỏ, lớn đi làm gặp nhiều chuyện không vui nên khó hơn. Mai mốt bay có kêu Út ăn cơm thì nhớ gõ cửa phòng thưa Út đàng hoàng. Dạ, con nhớ rồi ngoại. Trong mấy đứa cháu, bay giống Út bay nhất đó. Út bay cũng ưa món này lắm. Ngoại có chừa một tô để sau bếp. Chiều Út đi làm về, bay bưng ra mời cho Út bay vui. Chiều cậu Út về, Kim làm y theo lời bà ngoại. Nó gõ cửa đàng hoàng. Thấy Kim ló mặt vô, cậu hỏi. Gì đó con? Ôi, Kim nghe có lộn không? Út kêu nó bằng con đó nghe. Đó là lần đầu tiên nghe ông cậu đáng sợ nói chuyện với Kim một cách nhẹ nhàng. Dạ, bà ngoại làm cơm khô, ngào đường, biểu con đem cho Út á. Để trên bàn cho Út đi. Nhờ món cơm khô ngào đường của bà ngoại mà Kim có dịp nói chuyện đàng hoàng tử tế với cậu Út. Món ăn vặt đơn giản của bà ngoại dành cho nó và Út. Mùa hè năm đó trở thành một phần ký ức vô cùng đẹp đẽ của nó. Sở dĩ nói gần như cả mùa hè, Kim chỉ làm bạn với bà ngoại là vì sự xuất hiện của dì Bảy vào những ngày cuối hè. Đợt đó, dì về học nghiệp vụ 3 tháng, con Nhi còn nhỏ nên dì na theo. Có dì nhờ bà ngoại hoặc mấy chị em chăm sóc tiếp cũng tiện. Khác với anh chị em mình, dì Bảy lấy chồng xa tít ở miền núi, cách nhà ông bà ngoại tận 7-80 cây số. Dì học kế toán, theo bạn bè về khu du lịch ở đó làm việc, rồi dì lập gia đình với Dượng Bảy làm nghề sửa xe, tay chân lắm lem dầu mỡ suốt ngày. Dì nói dì thương Dượng không cha không mẹ, lại thiệt thà chịu khó. Ông bà ngoại cũng quan tâm, con cái thương đâu gã đó, chứ không xét nét gì. Có những ngày 11 giờ 50 phút đêm, vợ chồng dì mới ăn xong bữa tối. Dì về nhà Dượng chưa lâu, nhưng thói quen chờ Dượng về ăn cơm chung ngày hai bữa vẫn không sai ngày nào. Hồi còn ở nhà,
ba mẹ dì không khắt khe với con gái trong chuyện nữ công gia chánh, không khó khăn trong việc học hành của những đứa con. Nhưng ông bà rất nghiêm khắc trong chuyện duy trì thói quen. Cả nhà phải có mặt ăn cơm chung ngày hai bữa. Con cái đi học, đi làm xa thì thôi, nhưng nếu ở nhà thì phải về nhà ăn cơm. Về sớm ăn sớm, ai có việc bận về trễ thì đợi về đủ mặt rồi cả nhà cùng ăn. Đối với ông bà ngoại, bữa cơm gia đình rất quan trọng và là một nếp nhà cần được duy trì và gìn giữ. Ông quan niệm, gia đình thì phải ngồi ăn chung bữa cơm mới là gia đình đúng nghĩa. Và bữa cơm nhà gì luôn được giữ gìn cho tới khi con cái lần lượt đi lấy chồng lấy vợ. Vì hoàn cảnh, Dượng chưa từng có một bữa cơm chung với người nhà. Những lần xuống nhà gì, Dượng bỡ ngỡ khi ngồi bàn ăn chung với cả nhà nhiều người lớn. Có khi Dượng được ăn chung với đại gia đình gì, có cậu gì và Dượng anh chị em họ của gì đâu gần 20 người. Dượng nói với gì, nhỏ tới lớn á, nhà anh chưa từng được ăn cơm chung với gia đình như vậy. Khi về chung một nhà, dì tiếp tục tạo thói quen này, dù nhà có dì và Dượng. Dượng vì chưa có điều kiện mở tiệm riêng, nên đi làm thuê cho người ta. Lúc mới về, Dượng nói dì, em ăn cơm trước đi, công việc anh không biết khi nào mới xong, hơi đâu mà đợi, anh ăn đại cái gì ở đây được rồi, trước tới giờ đều vậy. Nhưng dì vẫn đợi Dượng về. Từ khi dì về, cứ sáng sớm trước khi Dượng đi, dì đều dặn, anh nghỉ trưa thì về ăn cơm với em nè, đừng ăn ở ngoài, không ngon. Dượng ừ một tiếng thì nhất định sẽ về, ăn dội bữa cơm với dì rồi đi tiếp. Sớm thì 12 giờ, 1 giờ trưa, trễ thì 2-3 giờ, Dượng dì mới ăn bữa trưa. Mấy ngày cận Tết, khách sửa xe đông, Dượng đi từ tờ mờ sáng tới tối mịt mới về. Hôm nào sớm thì 10 giờ tối, còn như hôm nay, tới gần 12 giờ, Dượng dì mới xong bữa. Dì biết Dượng lo kiếm tiền để qua năm mở tiệm ở nhà, chứ không làm thuê nữa. Ăn uống không đàng hoàng, nên dì cố gắng nấu bữa cơm tươm tớt. Dì biết Dượng chưa từng được ăn bữa cơm gia đình. Nhà lại có hai người, nên dì muốn bù đắp cho Dượng. Vì vậy, dù đói mờ mát, dì vẫn ráng chờ chứ không ăn trước. Dượng biết dì chờ, nên xong việc, Dượng chạy về ngay. Dượng cũng không ăn nhậu ở đâu, mà về nhà ăn cơm với dì. Lúc đó, dì biết Dượng rất trân quý bữa cơm này. Cứ như vậy, Dượng dì vui vẻ đầm ấm qua cái Tết đầu tiên bên nhau. Dì tự nói trong bụng, nhất định sẽ gìn giữ bữa cơm này cho Dượng dì và các con của dì sau này nữa, giống như ba mẹ dì đã từng. Dì Dượng cũng tính toán, 2-3 năm nữa kinh tế ổn định, dì học xong tại chức, lấy bằng đại học rồi mới có con. Nên dù đám cưới trước dì 8, nhưng khi thằng Tút 3 tuổi, dì mới cấn bầu con Nhi. Đó cũng là lúc cuộc sống dì Dượng dễ thở hơn. Trong một dàn anh chị em, ngoài dì 8 thì cậu Út thân với dì 7 nhất. Ba chị em là Út lại trạc tuổi nhau nên thân nhau là đương nhiên. Cậu Út có phần thương dì 7 hơn, vì dì lấy chồng xa xôi, cuộc sống khó khăn hơn dì 8. Mà con ông bà lấy chồng, có mấy ai giàu có đâu. Nhưng được cái gần cha mẹ, gần anh em, có gì nương tựa nhau được. Còn dì 7 xa tít như vậy, ông bà cũng thương, cậu Út cũng thương. Lâu lâu cậu đi công tác đều ghé thăm dì Dượng, sẵn kiểm tra lưu gạo trong nhà. Chưa đầy thì đổ cho đầy, dúi vào tay dì ít tiền từ đồng lương ít ỏi của mình. Lần nào cũng không quên cảm thán, nhà có hai người, thêm tiếng con nít thì vui phải biết. Nên khi con Nhi ra đời, nó như thiên thần mang tới sự ấm áp hạnh phúc vô tận cho đại gia đình ông bà ngoại. Hè đó, từ khi dì 7 xuất hiện, bà ngoại cũng đỡ vất vả hơn với những màn phụ giúp của con Kim. Dì 7 như sự tổng hòa của bà ngoại và cậu Út, có chút dịu dàng ân cần, cũng không hề thiếu uy lực. Dì không cần nặng lời lớn tiếng như Út, nhưng vẫn khiến Kim xanh mặt nghe lời. Như lần dì kêu nó quét nhà, thấy dì bận thay tã, pha sữa cho con Nhi, nó cầm chổi quơ quào bên này bên kia,
xong thì báo cáo dì. Dì không nói nhiều, cầm cây chổi quét lại lần nữa, móc dưới đít giường, tủ, dỡ từng cây ghế, lôi ra thêm một đống bụi rác. Kim đực mặt ra nghĩ bụng. Lạ ghê á, nãy mình quét sạch rồi mà, mớ này á đâu ra vậy ta? Dì quét xong, đứng ở góc nhà, đưa cán chổi như dơ ống ngắm, lia khắp nhà coi còn sót hạt bụi nào không, rồi mới chịu cất chổi vô chỗ cũ. Xong xuôi, dì tiếp tục dỗ con Di ngủ, rồi sửa soạn đạp xe đi học. Để lại con Kim đứng ngẩn tò te, xanh lè cái mặt. Những lần sau đó, nó cố gắng hết sức trong chuyện quét nhà. Quét đi quét lại nhiều lần để chắc ăn, không bị dì Bảy bắt bài nữa. Rồi dì huấn luyện nó lau nhà, không phải chổng đít quơ quơ, mà ngồi xuống tỉ mỉ lau từng miếng ván, lau hết miếng này tới miếng kia. Khi lau, tuyệt đối phải đi lùi, không ai được dậm lên khi sàn còn ướt. Kim nghe, ríu ríu làm theo. Nó ngồi tê cái chân, mắt rơm rớm nước mắt vì mỏi, vẫn không dám sai lời. Bà ngoại cũng không can thiệp chuyện dạy dỗ của dì Bảy, nhưng lần nào làm xong một tô cơm khô ngào đường cũng được ngoại để sẵn như phần thưởng cho nó. Tự nhiên nó thấy những việc dì Bảy kêu nó làm không còn là việc nặng nhọc, áp lực nữa. Có lần, nó nghe dì Bảy nói chuyện với cậu Út. Dì nói, hồi xưa má dạy, con nít nó làm rất đũa bể chén, bản thân nó đã sợ lắm rồi, mày còn la nó sợ hơn đó. Mặc dù không rõ ràng, nhưng Kim biết dì Bảy đang nhắc nhở cậu Út chuyện hôm trước la mình trong bữa ăn. Nó nghe cậu nói phân trần, tại bữa đó em có chuyện trong cơ quan không được vui. Rồi nghe tiếng dì Bảy hừ nhẹ, dù chỉ là nghe lén, Kim hình dung ra được cảnh ông cậu hung dữ của mình đang mẻn lẻn nghe chị mình dạy dỗ. Tự nhiên Kim thấy một sự rộn ràng trong lòng mình. Thì ra người lớn cũng biết mình có lỗi, người lớn dù có đáng sợ thì vẫn rất yêu thương nó. Từ khi có dì Bảy, không khí u ám trong nhà ngoại với Kim đã đi đâu mất tiêu. Nó không còn sợ nữa, rồi nó cũng cố gắng giúp ngoại, giúp dì một cách cẩn thận tỉ mỉ hơn. Mặc dù có khi cái tật hậu đậu vẫn còn chút chút, nhưng nó biết với những người lớn như ngoại, như cậu dì, nó sẽ được tha thứ. Qua mùa hè năm đó, con Kim như được lớn thêm một chút, trưởng thành thêm một chút nhờ có ngoại, có dì Bảy, có cậu Út và có món cơm khô ngào đường. Cái Tết vừa rồi là lần đầu tiên đại gia đình ông Bảy họp mặt, có thêm một thành viên mới sau 4 năm kể từ khi thằng Tút ra đời. Dì Dượng đèo nhau trên chiếc quay Trung Quốc cà tàn, vượt 80 cây số về hội ngộ gia đình. Khi cả đám con nít tụ tập đi chơi, người lớn làm bánh nấu ăn, dì Bảy cho con bú, dỗ con ngủ, thỉnh thoảng ngồi nói cười, góp vui với cả nhà. Dì nhìn đám giặc con, rồi cảm thán với bà ngoại. Mai mốt dẫn đám giặc này lên con, tha hồ chơi bù lon con tán, rồi con dẫn tụi nó đi leo núi, đi tắm suối, chắc vui dữ à. Rồi mấy dì cậu rôm rã bàn tính, tới mùa hè mưa xuống, suối bắt đầu có nước thì đi. Nhưng hè này, dì về đây học nghiệp vụ rồi, Tết sẽ là về đây đám dỗ, vậy thì hẹn hè năm sau đi là đẹp. Vậy mà dì không đợi được tới lúc đó. Lại nhớ những ngày giáp Tết, cả nhà dì Dượng ba người đèo nhau về thăm ông bà ngoại. Con Nhi lúc này gần 2 tuổi, cũng cứng cáp một chút. Cả gia đình đang chờ nhà dì Bảy về nữa là đông đủ, thì nhận được điện thoại báo tin gia đình dì gặp tai nạn trên đường về nhà ngoại. Dượng bị xây xát nhẹ, còn dì bởi vì che chở cho con Nhi nên bị thương nặng. Dì kịp đọc cho Dượng số điện thoại nhà ngoại, rồi hước lên một tiếng, không kịp tới bệnh viện. Cái Tết năm đó trở thành cái Tết đau buồn trong ký ức của đại gia đình ông bà Bảy. Vẫn tụ tập ở nhà ngoại, nhưng không có tiếng cười nói rôm rã của người lớn. Trẻ con không còn dám chạy nhảy. Đám con nít, mỗi đứa một góc,
không dám khóc lớn, chỉ dám thúc thích. Con Kim nhớ lại mùa hè vừa rồi gặp gì, nó không khỏi nghẹn ngào. Người lớn không khóc, nhưng mặt ai cũng đỏ. Bà ngoại ngồi gói bánh, thỉnh thoảng lấy ống tay áo lau những giọt nước mắt cứ tự nhiên trào ra. Chỉ có cậu Út trở lại bộ mặt lầm lì câu có, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu đã khóc. Cậu ngồi ở nhà trong, đưa giỏng dỗ con Di ngủ. Con nhỏ này chắc có linh tính, ngủ thì thôi, chứ mở mắt là gào khóc đòi mẹ. Ngay cả lúc đó, dù bà ngoại, mấy dì hay có người tới thăm đều không kìm được nước mắt, thì Kim vẫn không thấy cậu Út rơi một giọt nước mắt nào. Chiều hôm đó, bà ngoại lại làm một tô cơm khô ngào đường. Lần này, ngoại tự tay đem vô phòng cho cậu Út. Tối, Kim về nhà với ba mẹ. Tầm 9 giờ, cậu Út từ nhà ngoại chạy vô. Dù đường vô nhà Kim xa xôi, lại không có đèn đường. Ra thưa Út xong, Kim vô phòng ngủ, thì nghe tiếng cậu Út nức nở. Nghe tiếng mẹ cũng không giấu được xúc động. Tò mò mở cửa, Kim thấy cậu Út tựa vào vai chị mình, khóc như một đứa trẻ. Mẹ Kim cũng ráng kìm nước mắt, dỗ về an ủi cậu. Nó nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, rồi thấy mình khóc còn nhiều hơn lúc sáng. Thì thôi, người đi cũng đã đi, người sống vẫn phải sống. Như bốn câu thơ, ông ngoại tự tay mình ghi, rồi đặt lên bàn thờ dì Bảy. Kinh luân một túi dùi đất lạnh, một đời khéo dụng cũng hoàn không. Còn chăng chi có niềm thương tiếc của kẻ tại tiền thương cố nhân. Những năm về sau, Tết vẫn là dịp con cháu tụ tập lại nhà ông bà Bảy. Không còn tang thương, nhưng vẫn còn ngậm ngùi một chút khi nhắc về dì Bảy, một người bạc mệnh. Không còn dì Bảy, dượng một mình nuôi con Nhi. Tết năm nào cũng chở nó về thăm ông bà và làm dỗ mẹ. Kim đã lớn hơn, nó không cần món ăn của bà ngoại để dỗ dành nữa. Nhưng thi thoảng, muốn ăn, nó vẫn mè nheo để ngoại làm cho nó ăn. Bình yên được một thời gian, tới năm Kim học lớp 8, gia đình ngoại lại xảy ra chuyện. Dì Út Hạnh, con riêng của ông ngoại, đột ngột xuất hiện, làm cả gia đình xáo trộn. Mấy cậu dì nó vốn tử tế, nên không mất thời gian mở lòng chấp nhận cô em Út. Đám cháu trước giờ chỉ biết có ông cậu, nay có thêm dì Út thì hoang mang tột độ. Nhưng dì đẹp lại hiền, nên tụi nhỏ nhanh chóng kết thân. Ông ngoại gặp lại đứa con ông khổ tâm giấu giếm bao lâu nay, trong lòng bồi hồi lắm. Mẹ nó với mấy dì mừng cho ông, cả nhà chỉ còn lo cửa ải bà ngoại. Má giỏi chịu đựng hen, bà có con riêng giấu má 20-30 năm trời mới hay, mà má không nặng lời một tiếng. Trong bữa cơm tối, bà Kim cảm thán: Dạ, má nhân hậu lắm, cư xử với Út Hạnh như con gái trong nhà. Nhưng má giận em với mấy đứa. Má nói sao bé biết sớm mà không chịu nói, lại giấu má tới bây giờ. Má Kim thở dài, trái với lo sợ của cả nhà, cứ như đã chuẩn bị từ đời nào, bà ngoại nó bình tĩnh đến bất ngờ. Khi dì Út bước vô nhà, nhìn đôi vai ngang, gương mặt xương xương, sống mũi cao, đôi mắt sâu y nét ông ngoại, không lẫn vào đâu được. Bằng trực giác của người phụ nữ, không cần tra hỏi, bà ít nhiều đoán biết được con gái trước mặt là ai. Bà ngoại không trách ông tiếng nào, và từ đó tới cuối đời, bà không còn nói thêm một lời nào nữa với ông. Nhìn canh bà cư xử những ngày sau đó, nó biết có cả một khoảng trống chơi vơi trong lòng của bà. Bà vẫn nấu cơm ngày 2 bữa, dọn cơm và ngồi ăn cơm chung mâm với ông. Nhưng bà không lên tiếng kêu, không biểu con bo hay thằng giấy mời ông nội bay qua ăn cơm như mỗi lần. Bà dọn ra
rồi lặng lẽ ngồi xuống cầu nguyện. Ông tự qua, hoặc con cháu hiểu chuyện thưa ông. Trong bữa cơm, mấy đứa cháu vừa ăn vừa tán dóc. Trên tivi chiếu cảnh bệnh viện ở thành phố, con Bo hồn nhiên. Chỗ này hồi đó ông nội mổ mát, bà nội đi nuôi nè. Chuyện đó xưa rồi, sau này không có nữa đâu. Bà ngoại nói nhẹ mà nó nghe nhiều nỗi chua xót trong lòng. Bà ngoại nói xong, cả đám nến khe tới cuối bữa cơm. Ông ngoại vẫn điềm nhiên ăn cơm, mà không chút cảm xúc. Bà không thay đổi cách chăm sóc ông ngoại và con cháu. Buổi sáng, mấy đứa con đi làm, đám cháu đi học, thấy bà phơi một mâm đít giỏ lon. Chiều về vẫn là mâm đó, đổ đầy bột bánh bèo trắng mịn, thơm phức. Ngày khác, bà nướng bánh phồng, lúc đốt mớ lá khô buổi sáng. Khi làm kẹo chuối ngào, bỏ sẵn vô keo. Đứa nào thích thì lấy ăn. Dạo trước, mỗi lần cần dỗ con Kim hay cậu Út, ngoại sẽ làm cơm khô ngào đường. Bây giờ ngoại làm liên tục. Ngoại cứ phơi cơm, lột vỏ đậu phộng rồi ngào đường. Kim cảm giác ngoại muốn dỗ chính bản thân mình qua thứ đồ ăn vặt làm cho con cháu. Trước đây, làm gì làm. Tới 5 giờ chiều, ông bà hay cùng nhau tập dịch cân kinh trước hiên nửa tiếng đồng hồ. Nhưng sau hôm đó, bà ngoại kiếm đủ thứ chuyện, làm lác xác từ sáng tới tối, từ ngày này qua tháng nọ không ngơi tay. Bà ra sau nhà, lượm mấy trái gòn khô, môi ruột gan ra phơi, xong rồi cắt dụng may mền, may áo gối. Bà tỉ mỉ lựa bỏ hộp gòn, dùng gối, hết gối nằm tới gối ôm, tới cái mền làm từ giấy dụng chất đầy một cái giường bên hông nhà. Loay hoay với gối mền xong, bà mang gạo ra sàn, lựa lúa, lựa sạn. Bà nhặt sạch hết sạn trong lưu gạo, lại quay qua tuốt lá dừa khô, lấy cọng bó thành chổi. Tới giờ, ông ra trước hiên, bà quầy quả thu dọn rồi ở miết sau bếp. Ông chờ mãi, bà không trở ra, nên đứng quơ tay vài cái, rồi vô ghế ngồi coi tivi tiếp, chờ tới giờ cơm. Xong bữa, bà lên gác, mặc áo nâu vào thắp nhang, không chờ ông như trước nữa. Lung ông tắm rửa tươm tất chuẩn bị cúng, bà trở xuống nhà sau, lui cui dọn dẹp. Bà lặng lẽ làm, không buồn không vui. Con cháu nhìn không đoán được bà nghĩ gì. Người ngoài nhìn vô, không hề biết vừa có cơn giông ập xuống căn nhà này. Tối đến, bà nằm gác tay lên trán, tay phải cầm cái quạt cọ phe phẩy, mắt nhìn mông lung lên nóc mùng. Kim ngồi dưới chân bà, khi đọc sách, khi thì vẽ lung tung chơi chờ mẹ tới rước. Bà ngoại vẫn hiền, nhưng nhìn bà, nó vẫn sợ. Nó sợ chạm vào, bà nó sẽ như bong bóng vỡ tung. Nghe tiếng bước chân, nó biết mẹ tới rước. Thưa má con mới ghé, má chưa ngủ hả? Mẹ nó ngồi xuống ghế cạnh giường bà ngoại. Ừ, bé hai mày về trễ vậy, làm con mày nó trông nãy giờ. Bà ngoại trả lời câu hỏi của mẹ nó. Dạ, nay vợ chồng con đi công tác, sáng nay bé ba đưa Út Hạnh về Bến Tre rồi. Má đừng buồn đừng giận nó nghen. Má nó chết rồi, nó sắp đi xuất khẩu lao động, nên muốn lên gặp ba lần cuối trước khi đi thôi, chứ không có ý gì đâu. Mẹ nó mềm giọng nói với bà ngoại. Nó có lỗi phải gì đâu. Con gái sống hai mươi mấy năm trời, có cha lại không được nhìn. Tao xót còn không hết. Bà ngoại điềm đạm nói. Dạ, má không buồn nó, má giận ba đúng không? Nó thấy bà ngoại ngừng tay quạt, mắt nhắm rất lâu. Tự hồ cả cuộc đời đang trôi qua trong ký ức của bà, rồi đột ngột chấm dứt một cách hững hờ. Tao giận ổng có ý nghĩa gì nữa đâu, chuyện cũng xảy ra rồi. Tuy miệng nói vậy, nhưng bà vẫn âm thầm giận ông. Bà không ầm ĩ, đay nghiến, không làm mình làm bẫy trách móc chi hết. Thái độ của bà đủ khiến ông ngoại nó rây rứt. Ông vì sĩ diện, tuyệt không mở lời trước. Vài năm sau,
cậu Tư đi bước nữa. Trong đám cưới, ông ngoại đi kế bên, định khoác tay bà dứt khoát dàn ra đi một mình. Bà cự tuyệt mọi sự ân cần chăm sóc của ông, không chút đắn đo. Xong đám, bà trở bệnh nặng, nằm trên giường, bà vẫn kiên quyết không nói một lời với ông. Con cái sớm lại khuyên giải. Má chưa tha thứ cho ba hả má? Tao có giận hờn gì ai á mà tha thứ với không tha thứ. Vậy sao á, từ mấy năm nay má không nói tiếng nào với ba? Bay đi hỏi ổng á, tại sao chuyện xảy ra lớn như vậy rồi á, không có một lời nào với tao. Ổng không chịu mở miệng, mắc mớ gì á tao phải nói. Lần đầu tiên sau mấy năm trời dồn nén, bà rút ruột, nói ra một câu dài chứa nhiều uất nghẹn. Tới lúc này, mọi sự mới dở lẽ. Đúng rồi, mấy đứa con chỉ chăm chăm sợ bà giận hờn, nhưng quên mất điểm mấu chốt này. Con cái không dám trách móc cái lỗi của ông, vì dù gì á, ông đã chịu đựng dằn vặt suốt gần 30 năm nay. Thấy bà bao dung với Út Hạnh, đứa nào cũng tưởng bà chịu bỏ qua cho ông, nên vô tâm quên rằng bà không đơn giản chỉ là một người mẹ, bà còn biết đau, cái đau của một người vợ. Tối về nhà, mẹ nó hỏi ba nó một cách đầy tin tưởng. Má nói vậy, anh thấy phải làm sao? Ai buộc chuông, người đó gỡ chuông thôi. Ba nó từ tốn. Khó lắm, anh biết mà. Ba tự cao lắm, lại quyền lực nhất trong nhà. Đời nào ba chịu nhận lỗi hay hả mình xin lỗi ai? Mẹ nó bối rối. Khó cũng phải thử chứ, im lặng hoài đâu phải cách. Anh thấy ba ăn chay niệm Phật mấy chục năm nay, nên chắc không tới nỗi không hiểu chuyện đâu. Em là con gái lớn, lựa lời hòa giải đi, chứ má bệnh nhiều rồi, không biết sống được bao lâu nữa. Để mai em bàn với mấy đứa, rồi nói chuyện với ba coi sao. Vậy mà, đến cuối cùng, bà không cần đến lời xin lỗi của ông nữa. Đầu xuân, năm Kim học lớp 12, sau nhiều ngày nằm liệt giường vì bệnh gan hành hạ, bà thay đồ sạch sẽ gọn gàng, sai con cháu dẫn bà lên gác thắp nhang. Bà nhỏ xíu, nặng 36 kg, con cháu đứa nào cũng khỏe, có thể cõng bà một cái một. Nhưng bà không chịu, tự mình bước từng bước khó nhọc lên gác, con cháu theo sau đỡ. Bà dâng hương, rồi quỳ xuống cầu nguyện rất lâu. Bà ngồi đó, nói với con cháu như nói với chính mình. Tao ăn chay niệm Phật cả đời, không hề rượu bia. Bây giờ lại bị bệnh thành ra như vậy, chăng tao đang bị Phật trời quở phạt. Ông bà mình nói oán giận hại ghen là do tao còn cố chấp, để bụng chuyện của ba bay suốt mấy năm nay. Đám con cháu ngồi xung quanh, im lặng, không biết đáp lời ra sao. Bà phát bệnh mấy năm, bác sĩ nói bà bị ung thư gan giai đoạn cuối, không trị được. Cả nhà không hé miệng nửa câu về bệnh tình, nhưng bà vẫn biết. Mẹ nó và mấy dì, người cúi mặt, người nhìn lảng ra ngoài sân, ráng kìm nén để không rớt nước mắt. Kim ngồi phía sau với đám cháu nội ngoại đang sụt sùi khóc. Nó dù nhận thức được, có điều chưa đủ hiểu hết chuyện người lớn. Nghe bà ngoại nói, nó thấy tim nó như hụt hẫng, kiểu như sắp mất mát điều gì to lớn lắm. Tụi bay không cần giấu, tao biết bản thân tao không còn sống được mấy ngày nữa. Tao vừa sám hối với cửu huyền và cầu nguyện cho ba tụi bay sống bình an tới cuối đời. Tao không cần ổng nhận lỗi gì với tao hết. Tao tha thứ cho ổng, không vì điều gì khác. Là tao muốn buông bỏ hết chấp niệm và giải thoát bản thân tao trước khi chết. Má ơi, tụi con xin lỗi. Chờ ba đi thành phố khám bệnh về, nghe má nói chắc ba vui lắm. Má buông cho nhẹ lòng, má sẽ sống lâu hơn với con cháu. Vài ngày nữa thôi, thằng Út cũng lấy vợ rồi. Má yên tâm nghe má. Mẹ Kim lên tiếng. Bà ngoại nó cười cười, cái cười rất nhẹ. Bà tự mình giải thoát khỏi những phiền giận. Con trai Út, đứa con bà thương nhất,
lo lắng nhất, gần 40 tuổi, giờ cũng sắp thành lập gia thất. Bà yên lòng rồi, không còn nối tiếc dây dứt chi nữa. Một tuần sau, ngày Tết Dương lịch, không biết mưa từ đâu tới, đổ nghiêng một góc trời. Chiều nay, cậu Út tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng. Ngày mai là lễ rước dâu. Cậu và mọi người từ tiệc cưới về tới nhà. Cũng là lúc bà trút hơi thở cuối cùng, khép mắt an yên. Ngày hôm sau, cổng cưới tháo xuống, cờ tang treo lên. Gia đình ông bà Bảy chia hai, một nửa lo đám tang, một nửa lo đám cưới. Thay vì rước dâu thì làm lễ đưa rể tại nhà mợ Út, để trọn vẹn lễ cưới của cậu mợ. Ông ngoại giữ thái độ bình tĩnh, lo chu đáo tang lễ cho bà. Ông bình thường trầm tính khó gần. Sau khi bà qua đời, ông càng giống như cái bóng lẻ loi mờ nhạt, suốt ngày loay hoay giết giết vẽ vẽ. Đến thất đầu của bà ngoại, thời điểm cả nhà dần lấy lại bình tĩnh, ông mang tờ giấy ông viết bữa giờ ra cho con cháu xem. Em đi mưa gió ngập trời, mưa rơi phố thị, mưa rơi vào lòng. Em đi cách một dòng sông, hư vô một chuyến đò không ngược chiều. Để con cháu đọc xong, ông bồi ngồi. Má Bảy tha cho tao rồi, vậy mà ngay cả một tiếng xin lỗi tử tế Tao cũng không nói được. Đại gia đình một lần nữa tề tựu đủ đầy như những năm trước. Đứng trước mất mát lớn lao nhất trong cuộc đời, anh chị em, con cháu không rút vào một góc mà ngồi quay quần bên nhau để ông ngoại đỡ thấy trống vắng. Không ai khóc mà động viên an ủi nhau. Má đã ra đi rất thanh thản, má sẽ về với Phật, mình không nên buồn. Giấy Kim, người nó muốn quan tâm nhất lúc này không phải là ông ngoại hay mẹ nó, mà là cậu Út. Khi chịu hôn từ đám cưới về, cậu vuốt mát cho bà ngoại rồi vội vàng ra sau nhà khóc nấc lên. Rất nhanh rồi rửa mặt để không ai thấy. Cậu học y, bệnh tình bà ngoại cậu theo dõi ngay từ ngày đầu. Tình trạng sức khỏe ra sao cậu đều rõ. Vậy nên lúc trước khi ra nhà hàng đã biết tình hình bà ngoại không xong, cậu vẫn ráng tươi cười đón khách đãi bạn. Dù đau lòng, nhưng thời gian qua cậu vẫn tỏ ra mình ổn để giữ trọn vẹn đám cưới mình vừa chu toàn tan mẹ. Kim bỏ ra sâu bếp của ngoại loay hoay chật vật một hồi, rồi bưng ra tô cơm khô ngào đường để trước mặt cậu Út. Cậu Út bất ngờ trước hành động của nhỏ cháu. Cậu nhìn tô cơm khô hơi đậm màu, thơm mùi khét của con Kim, bỏ một miếng vô miệng, rồi nhăn mặt. Con nhỏ này, tay lớn cũng không bỏ được cái tật hậu đậu hà. Cậu nói giọng cà rỡn, cả nhà cười cái rần. Mà lạ, có gì vui đâu mà cậu Út cười tê chảy cả nước mắt. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.